Alo. Vâng, chúng ta tiếp tục quay trở lại trận đấu thôi. Gunny tham lại 38 sau một turn loạn nhà. Sau một turn loạn nhà thì bây giờ Gunny tạm thời vâng khung lại được và bắt đầu có những turn QR cũng tương đối đều. Nhưng game thủ Hoàng Mai Nhi là người cầm QR Egypt, một QR siêu tuyển. Hãy cẩn thận điều này. Còn màn hình máy của game thủ Chipboy tham lại 34 ở thời điểm hiện tại. Rất đông chém đang hỗ trợ cho game thủ Gunny. Một bài game thủ Chipboy khung được nhà. Vâng, khung được nhà và có 2L vắt siêu đều. Vâng, những tên vâng lạc đà là rất đều đến từ game thủ Chipboy. Một trận mà Chipboy đánh tốt. Vâng, một trận Chipboy đánh tốt. Nhưng bây giờ thì Chipboy phải vâng đảo nhiều hơn. Vâng, cần có nhiều thắng tác tay hơn nữa. Nếu muốn tên này giành được ưu thế, cần có nhiều thắng tác tay hơn nữa. Gunny vẫn đang đấu quân, mặc dù là Phonesia ở dưới dốc so với Egypt nhưng vẫn đấu. Do lượng chém ở phía trước là rất nhiều đến từ game thủ Chipboy. Màn hình máy game thủ Gunny tham lai 48 rồi. Tạm thời một cái tham lai có thể nói là ổn ở thời điểm này cho cả hai game thủ. Một Chipboy và một Gunny. 48 đến từ game thủ Gunny. Đây rồi, nhà A của game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Có hai nhà A lên rất cao. Vâng, hai nhà A. Xin lỗi bạn, đây là nhà A, toàn bộ nhà A của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi là một bài đóng BA ở phía ngoài và phía trong là một bài Egypt kín. Vâng, một bài Egypt khung nhà và siêu siêu kín, hãy cẩn thận điều này. Vâng, tham lai của Hoàng Mai Nhi là một cái tham lai có thể nói là cực kỳ ổn định. Sẽ là cực kỳ ổn định. Nếu không bắt được tên này thì vâng còn rất nhiều thứ khó khăn. Nếu bắt được tên này thì có thể là giải quyết một cách tương đối dễ dàng đến thời điểm sau. Nhưng nếu không bắt được thì là cực kỳ khó khăn. Một tên bắt buộc phải đi vòng của đối thủ Gunny nếu muốn chơi vào thẳng nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Rất đông lạc đà đến từ game thủ Chipboy. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình 41. Nhưng hãy cẩn thận một bài dummy của game thủ Mỹ Đình. Hãy cẩn thận một bài dummy của đối thủ Mỹ Đình vào nhà Babylon. Màn hình 55 là của game thủ Gunny ở thời điểm này. Rất nhiều chém của game thủ Mỹ Đình. Rất nhiều chém. Vâng, hỗ trợ cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi là một bài siêu siêu kín, một bài Egypt rất kín. Chipboy 43 cực kỳ hay đến từ game thủ Chipboy trong trận đấu này. Cầm chém và đánh một cách cực kỳ bay. Vâng, chém tả tơi nhà game thủ Hoàng Mai Nhi và Hoàng Mai Nhi đi sai. Tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu thứ hai. Bây giờ nó hay khủng, nó đánh với Gunny nó hay khủng. Ngày xưa nó toàn pet thế này nè. Chỗ nào nó đắp được nó đắp hết. Bây giờ nó hay khủng. Khủng nhà gái đẹp thành nhà luôn. Làm nên vui 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 vui. Cái đảm là chém ra. Chém ra. Đà nó khắc chém. Khắc chém. Ông Mỹ Đình cũng mười mấy ông chém thì chém chém. Thank you.